Ok, trận đấu thứ 3 nội dung đồng đội giữa Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu đơn nam 3 giữa Phạm Cao Cường và Nguyễn Xuân Hưng Bắc Ninh. Điểm cầu rất tốt từ Phạm Cao Cường, điểm 1-0. Đây là đơn thứ 3 nha anh Trần Bình ơi. Đơn 1 anh Nguyễn Tuấn Anh thua Nguyễn Tiến Minh. Đơn 2 anh Trần Hồng Tiến thua Nguyễn Hải Đăng. Và đơn 3 thì Phạm Cao Cường đang đánh với Nguyễn Xuân Hưng. Bắc Ninh là xác định nhì bảng, xác định cố gắng nhì bảng thôi, vượt qua Quân đội và Bắc Giang. Chứ còn đánh Hồ Chí Minh thì làm gì có đội nào có cửa, khi mà ba đơn số 1, số 2, số 3 Việt Nam đều là của họ. Đập cầu rất mạnh từ Nguyễn Xuân Hưng nhưng rất tiếc cầu ra ngoài sân. Không sao, đập dọa bóng tí nó sợ. Điểm 3-0 đối Phạm Cao Cường. Trận 2 là Trần Hồng Tiến đối đầu Nguyễn Hải Đăng. Ai thủ hay phết đây, đùa đâu. Chịu rút rồi. Tôi xin thua. Đập mấy quả chết. Mấy quả trong hiệp dư. Đấy, cả ve trong hiệp dư. Điểm số đầu tiên cho tay vợt đến từ Bắc Ninh, 1-3. Hai tay vợt có chiều cao ngang nhau. Đập rất mạnh, đã lật lưới, tuy nhiên cầu ra bật ra ngoài mất rồi. Trận đấu giữa Bắc Giang và Quân đội đang bước sang trận đấu thứ 3. Tỷ số đang là 2-1 nhưng về Quân đội. Phong cầu ngoài sân. Điểm 5-1 cho Phạm Cao Cường. Đập cầu rất mạnh từ Phạm Cao Cường, 6-1. Hello Luân Tôn nhá. Luân Tôn phải Luân Hải Phòng nhờ em nhờ. Luân Tôn phải Luân Hải Phòng nhờ. Tỷ số Bắc Giang trên bên đang là 3-2 nghiêng về Bắc Giang. Ok anh em đồng ý, nếu mà đồng ý quay trận Bắc Giang và Quân đội thì comment 1 để Hùng quay sang nào. Trên sân số 3. Trận thi đấu cùng giữa Quảng Ninh và Đà Nẵng. Anh em comment 1 để Hùng quay sang trận Bắc Giang được không? Phương Hà là trận đội Đà Nẵng. Điều hành trận đấu trong tài chính Văn Huế tại giao cầu Ngọc Phương. Ok, nếu anh em muốn xem Bắc Giang comment 1, Bắc Giang gặp Quân đội. Ok, có những người comment 2 là muốn xem lại xem trận đấu này. Đập mạnh như thế cảm giác nó thủ rất nhẹ nhàng. Dù sao đây là một trận đấu không cân tài cân sức. Điểm 9-1 cho Phạm Cao Cường. Trận này hơi nhạt mọi người ạ. Thôi chuyển sang trận bên này nhá. Nếu mọi người muốn xem lại trận Phạm Cao Cường và Nguyễn Xuân Hưng thì mọi người có thể xem lại trên kênh YouTube Sport Badminton. Hùng đã quay lại nó ở chất lượng Full HD rồi. Mọi người yên tâm là ngày mai sẽ có trên kênh YouTube. Các trận đấu của giải đấu đồng đội toàn quốc này, của ngày thi đấu ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay đều được Hùng up lên kênh YouTube Sport Badminton rồi. Nếu mà mọi người muốn xem lại thì có thể xem nhá. Điều là chất lượng Full HD hết, 1080p hết. Điểm số đang là 5 đều. Trận đấu thứ 3 giữa Bắc Giang và Quân đội rất ngang tài ngang sức. Ok, rất nhiều người comment 1 và Hùng đã quay sang đây rồi. Ở ngoài sân, điểm 6-5 cho Bắc Giang. Cái trận đấu này chúng ta không thể dự đoán được kết quả trận đấu đâu, vì họ rất cân bằng nhau. Ok, Hồng sẽ theo số đông. Sẽ chuyển sang sân Bắc Giang đánh với Quân Đội. Vì trận của Phạm Cao Cường và tay vợt Nguyễn Xuân Hưng cũng chênh lệch đẳng cấp khá nhiều, với cả là Nguyễn Xuân Hưng cũng sẽ không cố gắng đánh hết sức và cũng không cố cầu đâu, bởi vì họ sẽ giữ sức cho những trận đấu gặp Quân Đội và Bắc Giang cơ. Bởi vì đánh với Hồ Chí Minh thì làm gì có cửa, chỉ xác định là nhì bảng để vào vòng trong thôi, chứ nhất bảng chắc chắn là Hồ Chí Minh rồi. Rất tốc độ và chính xác tay vợt Quân Đội, điểm 6 đều. Trận đấu này thực sự là rất căng thẳng về mặt điểm số. Có 9 đơn vị nha mọi người. Đây là bảng B, bảng B hôm nay mới bắt đầu thi đấu. Bảng B có 4 đơn vị: Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Quân Đội và Bắc Giang. Còn bảng A thì có 5 đơn vị. Đó là Đồng Nai, đó là Công an Nhân dân, tức là Bộ Công an đó, đó là Hà Nội và đó là đơn vị nào đấy nhỉ? Cũng chưa nghĩ ra tên. Đúng rồi, Hải Phòng, có cả Hải Phòng nữa. Chắc là một đơn vị được đặt cách thì phải, có 9 đơn vị. Một cầu khá đơn giản nhưng giành điểm. Vòng tay vợt Bắc Giang đang vươn lên dẫn trước rồi. Bắc Giang 96 theo đấu thứ 3 rồi. Bắc Giang là tay vợt Tuấn Anh của Bắc Giang, chỉ biết là Tuấn Anh thôi. Vâng, không thể với cầu nhiều hôm vừa rồi. Đập cầu rất tốt từ Quân Đội, đổi điểm 79 cho Quân Đội. Tay vợt gần màn hình tay vợt Tuấn Anh của Bắc Giang mọi người. Tay vợt phía xa màn hình tay vợt Minh Tú. Nhầm, tay vợt đúng rồi, hình như Minh Tú. Minh Tú của quân đội. Kỳ cầu rất sát lưới. Đó một pha vuốt cầu không tốt của tay vợt Bắc Giang. Điểm số rút ngắn 8-9 cho Bắc Giang. Tình hình này có lẽ là Bộ Công an sẽ nhì bảng hoặc là nhất bảng. Bộ Công an với Hà Nội có thể nói là cũng tương đối ngang nhau. Hà Nội thì vẫn nhỉnh hơn. Nhưng mà nói chung là khả năng cao rồi. Gần như 90% là nhất bảng sẽ là Hà Nội và nhì bảng sẽ là Quân Đội. Và nhất bảng B sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh, nhì bảng B có thể sẽ là Bắc Ninh. Phải đánh nữa thì mới biết được. Nhưng mà bảng A thì Quân Đội với Hà Nội là gần như là chắc chắn. Quân Đội thì là An. Nhầm, Công an. Công an Nhân dân đấy. Điểm số đang là 11-1 nhường về phía Bắc Giang. Ở bảng B thì nó kịch tính hơn. Ở bảng B thì Hồ Chí Minh chắc chắn nhất bảng rồi. Còn Quân Đội và Bắc Giang và Bắc Ninh thì nói chung là sàn nhau. Ok, xin chào anh Ngô Huy Cảnh nha. Lại nhìn thấy cái tên Ngô Huy Cảnh rồi. Cảm ơn anh. Giải tổ chức ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha mọi người. Trời ơi, đập cầu không biết đi đâu luôn. Đập cầu ra ngoài sân khoảng 2 mét. Điểm 91 cho Quân Đội. Cây cầu rất sát lưới. Ngoài sân 10-11 cho Quân Đội. Nói chung là hai vận động viên này đánh không hay mấy, thực sự đánh giá là không hay mấy. Nhưng mà nhiều anh em Bắc Giang muốn xem và muốn cổ vũ đội của mình. Có chuyện rất cố gắng từ ngày vượt Bắc Giang khá hay. Vẫn còn, không còn nữa rồi. Đó là một pha cầu trượt 11 đều cho quân đội. Ok, anh Nguyễn Đình Duy Bắc Ninh thì đánh với Hồ Chí Minh thì không có cửa rồi. Cao Cường đang nghỉ giải lao giữa hiệp nha mọi người ơi. Chúng ta xem trận này đi. Trận này cũng rất kịch tính về mặt điểm số. Thì là trình độ các vận động viên không bằng dân bên kia, nhưng mà đánh rất hay và nỗ lực. Chuẩn nhỉ, quá chuẩn. Ok anh Nguyễn Đình Duy, mục tiêu để còn giữ sức để đánh với quân đội và Bắc Giang anh ơi. Mục tiêu chỉ là nhì bảng thôi, nhì bảng thì cũng có thể vào bán kết rồi. Điểm 12-11 cho quân đội. Phát cầu tốt, phát cầu khá cao tay đồng thấy. Phát cầu lao, phát cầu lao. 13-11 cho quân đội. Tay vợt Bắc Giang cần tập trung hơn. Một quả không thể hiện ra vấn đề gì cả. Phải vượt qua tâm lý rất đáng tiếc. Điểm 14-11 cho Bắc Giang, cho quân đội. Ở sân bên cạnh thì trận đấu thứ hai đã diễn ra. Điểm đó là 3-1 cho Phạm Cao Cường. Sơn 14-13 cho Bắc Giang. Cổ động viên Bắc Giang khá đông. Đợt cầu tốt 14 đều cho Bắc Giang khá xuất sắc, 3 điểm số liên tiếp. Mười 14 đều sang đấu thứ 3. Tiến Minh đánh rồi nha anh ơi. Tiến Minh gặp Tuấn Anh Bắc Ninh. Tiếp tục là một điểm số cho Bắc Giang. Bắc Giang xung rồi, quân đội lại hơi tâm lý rồi. Hai vận động viên trẻ tâm lý vẫn chưa ổn định. Cầu tốt 15 đều. Phía bên này trận đấu Phạm Cao Cường và Nguyễn Xuân Hưng không hay đâu mọi người ơi. Thủ cầu vẫn rất tốt, đến từ tay vợt vào, kê cầu tốt. Không ngoài được đâu. Đừng nghe quân địch, đừng nghe đại địch. Kéo sân, nhưng đó là tình huống cầu ngoài sân. 16-15 là quân đội rất căng thẳng. Ok chị Hà Kiên. Cổ vũ cho tay vợt Tuấn Anh của Bắc Giang. Nhấm được. Trận đấu Phạm Cao Cường Nguyễn Xuân Hưng đang là 8-2 cho Phạm Cao Cường. Cộng 16-15 cho quân đội. Bắt bài rất nhanh và chính xác, đó là một pha cầu rất lỗi của tay vợt đến từ quân đội. 16 đều. Cô từ Bắc Giang, 17-16 của Bắc Giang. Hùng nhìn tay với Bắc Giang có vẻ quyết tâm hơn, Hùng thích hơn. Anh Hoàng Việt cổ vũ cho Bắc Giang nha anh ơi. Chia sẻ cổ vũ cho Bắc Giang như nào. Đề cầu rất tự tin, rất hay từ đây vượt đến từ Bắc Giang. 18-16 rất tự tin và chính xác. Khá khen, và anh ta đến những điểm số cuối cùng là những cái lưới rất tự tin trước đối thủ của mình. 18-16. Bắc Giang thi đấu rất bản lĩnh, rất tốt. Ở điểm 17-18 của Quân đội chưa biết thế nào đâu. Đập. Rồi ăn rồi. 19-17 cho Bắc Giang. Đây là set đấu thứ 3 nha mọi người. Đây là trận đơn 2 giữa Quân đội và Bắc Giang. Rất đáng tiếc. Pha cầu đó thì nên kê thải ngay hơn. 18-19. Trận đấu giữa Phạm Cao Cường và tay vợt Nguyễn Xuân Hưng